Chào tất cả mọi người, mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái ban bệnh trên những cái chiếc lồi chiên không dầu. Cái ban bệnh video này mình chia sẻ đó là ghim không vào được nguồn mọi người ạ. Cái ban này rất là hay gặp. Thì trước đó mình đã chia sẻ cho mọi người một cái ban đó là vào nguồn ok nhưng quạt không chạy. Thì mình có vẽ qua một cái sơ đồ để cho chúng ta tham khảo. Thì chúng ta sẽ hiểu được một cái mạng lồi chiên không dầu nó như thế nào, nó thiết kế như nào. Thì với cái ban không vào nguồn như này thì cái nguyên nhân mình vừa mới kiểm tra rồi, nó chính là cháy cái cầu trì nhiệt này. Và mình sẽ bóc cho mọi người tham khảo về cái trị số của con cầu trì nhiệt này luôn mọi người nhé. Và cái con cầu trì nhiệt này ấy, là nó áp vào một cái tấm nhôm mọi người này, tấm nhôm này để khi mà giả sử mà cái dây máy so sinh nhiệt đạt đến ngưỡng quá cao, có mạch có sự cố, giả sử cái quạt hỏng hoặc cái dơ le những cái điều khiển nó bị hỏng dẫn tới là nhiệt tăng quá ngưỡng, đạt đến ngưỡng ngắt cháy của con cầu trì nhiệt này, thì con cầu trì nhiệt này nó sẽ cháy, nó sẽ đứt để nó ngắt nguồn để đảm bảo an toàn đấy. Nếu mà nó không cháy thì có thể là cái sự cố đấy có thể làm cho chảy hết nhựa và nóng chảy mạch, rồi là có thể chập cháy điện rất là nguy hiểm. Do đó là cái cầu trì nhiệt này khá là quan trọng trong những cái lồi chiên không dầu cũng như những cái nồi cơm của chúng ta ấy. Do đó vậy mà nhà sản xuất họ luôn tính toán là có, không thể bỏ được mọi người nhé. Thì với con này nó bị cháy cầu trì nhiệt này mình gặp cực nhiều luôn, do cái lồi chiên không dầu này nó ở nhiệt độ chạy ở nhiệt độ cao mà. Thì vấn cái vấn đề là để tháo ra để thay thì nó rất là khó, nên đôi khi ấy, đây là chính là hai cái đầu của nó này, mình chỉ cắt ra mình đo đo là mình biết được nó cháy. Thì nhiều con ấy thì mình sẽ thấy có một cái khe hở của cái tấm nhôm ấy, thì mình sẽ lắp một cái cầu trì nhiệt khác và mình ép ở gần cái một vị trí khác vẫn là trên cái miếng nhôm đấy là ok, nhưng riêng con này nó kín quá nên mình chưa tháo ra được. Và để mà tháo nó ra thì rất là phức tạp, tức là chúng ta phải tháo cả cánh quạt các thứ, tháo cả dây máy so thì chúng ta mới thấy được cái cầu trì nhiệt này mọi người ạ, rất là phức tạp. Nên do đó tí nữa mình sẽ tìm một cái võ mình làm sao để tháo nó dễ đơn giản hơn để mình thay cho nó. Còn nếu mà chúng ta không thay nhá, chúng ta đấu chập thì nó vẫn chạy bình thường đấy, nhưng mà nó không đảm bảo an toàn, nên mình khuyến cáo mọi người là nên thay. Bởi vì những cái cầu trì nhiệt này trên thị trường nó rất là thông dụng, chúng ta vào Google chúng ta chỉ đánh là cầu trì nhiệt 10A 185 độ hoặc là 200 độ vân vân ấy, là rất là nhiều nơi bán luôn và nó rất là khá là rẻ, chỉ rơi vào 1.500 hoặc là đến 2.000 một con thôi, rất là rẻ nhá mọi người nhá. Thì cái con này đây mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này, khi không vào nguồn ấy thì là nó sẽ bị cháy. Đây là hai đầu của nó này, nó ghi vào bên trong á, tí mình sẽ bóc cho mọi người, nó sẽ như cái này này, nó ghi vào đo nó không còn thông nữa. Còn đây là những cái của mình này, nó vẫn còn thông này, các bạn thấy chưa. Và mình cũng không không chưa lắm chắc chắc là con này là nhiệt độ là bao nhiêu, nên mình sẽ bóc ra cho mọi người tham khảo luôn mọi người nhé. Thì khi nó cái cầu trì nhiệt nó cháy thì coi như nó cắt một cái dây AC vào, dẫn tới là lồi không lên nguồn nữa đấy. Và cái cầu trì này chỉ ở chế độ an toàn, nhưng mà mình thấy nó thỉnh thoảng ấy là nó hay hỏng, hoặc là những cái lồi chiên không dầu này cái nhiệt độ của nó tăng nó quá cao, nó hay bị nhiệt nó luôn có xu hướng lên cao mà. Nên giả sử cái quạt này mà hỏng nó không thổi cái hơi nóng từ cái dây máy so xuống ấy, thì có thể là cái này rất là nhanh cháy nhá. Nhưng cái con này thì mình kiểm tra quạt không hỏng. Và mình cũng cho mọi người tham khảo về cái lúm điều khiển dơ le nhiệt nhá. Mà cái video kia mình nói kìa, là cái đây là dơ le thời gian, cái thời gian điều chỉnh đặt thời gian chạy rồi, còn đây này để chúng ta điều chỉnh được ở 80 hay 100 hay 140 hay 200 độ ấy, thì nó chính là khi cái dây máy so này nó sinh nhiệt này. Thì đây chính là cái cục cảm biến nhiệt đấy, trong này nó là một loại khí, tóm lại nó là có sự giãn nở. Khi có nhiệt độ đặt gần nó, nhiệt độ của nó tăng lên ấy, thì nó sẽ giãn nở nhiều, thì nó đưa theo theo một cái dây trắng trắng này, nó đường ống ấy, nên chúng ta lay cẩn thận nó gãy nhá. Nó sẽ đưa về, nó sẽ đây như cái này mình vẽ này, nó sẽ đưa về nó tác động để làm sao để đóng nhả được cái tiếp điểm để cấp nguồn cho cái xoay đốt này mọi người. Nó thiết kế như vậy nhá, nhưng chúng ta sẽ thấy nó có cục rất là to này, là nó có sự giãn nở về nhiệt mà. À, bình nóng lạnh nó cũng có mọi người ạ. Còn cái con này để mà tháo nó ra ấy, thì mình thấy khá là phức tạp, bởi để mà tháo được cái cầu trì nhiệt này ra ấy, nên mình sẽ chọn giải pháp mình sẽ khoét ở đây. Bởi vì cái vị trí này mình thấy mình có nhìn qua cái nhôm ở đây nó hơi bị lõm một tí, nó không ảnh hưởng gì cả, nên mình sẽ khoét đây và mình sẽ tháo cái cầu nhiệt trì nhiệt này ra cho chúng ta tham khảo được cái trị số của nó nhé. Nó bóng nên lấy led hơi khó mọi người ạ. À, các bạn đọc nó sẽ có chữ là 184 độ nhá. Như vậy là con cầu trì này đứt ở 184 độ C mọi người ạ. Tức là nhiệt độ nó quá 184 độ là nó sẽ cháy. Và thông số của nó là 250V 10A, 250V 10A nhá mọi người nhá. Cái quan trọng là cái nhiệt độ chịu đựng của nó kìa, là 184 độ. Thì đây mình cũng có vài con 175, 182, 192. Thì trong đống này sẽ có một con 184 y như nó luôn nhá.
184 độ C này các bạn này, 10A 250V nhá, thì mình sẽ thay con này nó ok nhé mọi người nhé. Như vậy là chúng ta sẽ biết được cái nhiệt độ chịu đựng của nó nhờ là như thế nào rồi. Mình đã lấy mỏ hàn, mình khoét một cái lỗ ở đây để mình tháo nó ra mọi người ạ. Thông thường nhiều cái thì không phải khoét, nhưng mà cái con này nó làm kín quá nên phải khoét nó ra thì mới thay được mọi người nhá. Và như mình nói rồi nha, cái tác dụng của cái cầu chỉ nhiệt nó là như vậy. Thì giả sử như chúng ta không có, mà chúng ta nấu mà có người canh bên cạnh ấy, thì chúng ta có thể nấu tắt nó thì nó vẫn hoạt động bình thường. Nó chỉ có một cái tác dụng an toàn, đó là khi giả sử cái timer chập, cái dơ le nhiệt chập, cái quạt hỏng, dẫn tới là nhiệt độ vượt quá ngưỡng mà nó không ngắt mọi người nhá, vượt quá cái nhiệt độ chịu của nó mà nó không ngắt, dẫn tới nó có thể chảy hết nhựa và nguy hiểm ấy. Đặc biệt là cái quạt này hỏng này thì nó sẽ nhiệt độ nó tăng. Nhưng giả sử cái dơ le nhiệt nó tốt nhá, là mình cài đặt ở 200 độ chẳng hạn, là cái dây may so sinh nhiệt, cái cục nó vừa nãy mình cho mọi người tham khảo ấy, nó nhận biết ở 200 độ thì nó cũng ngắt nguồn thì là vẫn ok nha mọi người nhá. Nên khi đối thẳng ấy, nhưng mà mình thường mình sửa ấy là mình tính an toàn là mình luôn thay cho khách, bởi vì đôi khi khách vặn 30 phút xong khách vứt đấy, khách đi làm việc khác là đến giờ là nó sẽ nghỉ, hoặc có sự cố thì nó sẽ phải cháy được cái cầu chì này để bảo vệ mọi người trong những cái nồi cơm là như vậy nhá. Còn bây giờ mình sẽ xử lý nó với cái hướng mình đã tháo ra như này rồi, mình sẽ thay cái khác và sau đó mình sẽ lắp hoàn thiện, mình test cho chúng ta tham khảo để mình kết thúc video. Hai đèn sáng đó là một đèn vàng là power, còn đèn xanh là cái dây may so đang được cấp điện để sinh nhiệt, nó ăn được 6A này. Và tất nhiên mình giảm nhiệt độ về thấp nhất thì nó sẽ ngắt nhé. Nó chính là cái con tác dụng của cái con dơ le nhiệt này đấy, mà nó có cái cảm biến ở phía trong đưa ra ấy. Như vậy là ban khá là đơn giản, nó chỉ là chết cái cầu chỉ nhiệt thôi, nhưng mà mình cũng khuyến cáo mọi người lên thay mới, nên thay các bạn nhé, để cho nó đảm bảo cái độ an toàn, bởi vì trong vấn đề về điện đóm là chúng ta lên an toàn mọi người ạ. Lối tắt cũng được, nhưng với điều kiện là chúng ta nấu như nhà các bạn mà hỏng ấy, lối tắt cũng được, nhưng chúng ta nấu chúng ta có người bên cạnh thì ok. Chứ nếu mà quạt nó hỏng hoặc là những cái tiếp điểm này nó bị chập như mình nói rồi ấy, thì nó sẽ cháy mạch và chập cháy rất là nguy hiểm mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây. Chào tất cả mọi người nhá.